Hello, xin chào các bạn. Như mình mấy bữa có nói với các bạn là tại vì khi mình quay bằng cái iPhone này nè thì ánh sáng nó chiếu ví dụ như mặt trời mà nó nằm ở đây thì nó sẽ bị trầy trổ hết trơn rồi. Nó sẽ bị phản ảnh á, cái nên nó bị chớp. Nên mình thấy trên mạng nó bán cái đồ để mà mình che lại thấy rất là tốt. Trên mạng cái nhưng mà mình mua thì nó ra giống vậy. Nhìn cái đồ nó dởm thì thôi. Mình nãy giờ ngồi trong nhà mình dọc mình chưa chi ra chày hết cái hộp cái case của mình hết rồi, cũng tại vì cái này không à. Thì nói tóm lại là nó để nó che lại cái nắng chói, giống như mình đứng ngoài nắng mà mình không thấy được á, mình phải che bớt mặt lại để mình. Bây giờ mình thấy rồi nè, nó xấu xí không? Nó không có vừa gì hết. Mình coi trên mạng thì nó quảng cáo là tốt lắm. Nhưng mà nó không giống ai hết. Rồi mình hãy coi mình cho các bạn coi nha. Thí dụ như vậy. Đây nè, xấu quá à. Mà nếu như mình quay á, sorry, mà mình dùng cái wide angle cam á, thì để mình quay thử cho các bạn xem nha. Nó cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng mà khi mình đổi sang cái ultra wide là bị nó che lại rồi, không được. Anyway, thôi lỡ mua rồi mình cũng nó cũng rẻ, là có 17 đồng cộng thuế vô thì gần 20. Nhìn cái phone này mới đầu thì nó gọn gàng lắm, cuối cùng nó mình làm sao mà nó tùm lum tà la hết. Xấu quá. Mua đồ trên mạng là hay bị gì lắm. Lúc trước á mua cái đồ đang mình clean nè, thổi mấy cái bụi đi đó. Định mua cái đó mà nó gửi về thấy cái nhỏ xíu vậy nè. Mình định là mua cái này, nó gửi về cái này. Nên phải mua lại cái khác. Cái này để chắc mình trời nóng mình thổi. Oh man. Ơi trên mình ghét mua đồ trên mạng lắm. Nhưng mà phải kỹ lưỡng chút thì có ok. Cái này có đọc kỹ lưỡng lắm rồi, đọc review rồi đọc tùm lum thì nó mua đúng cái này nè, mới đúng, nó rất là mạnh. Thổi mình mấy cái bụi đi đó, thổi dẫn. Anyway, thôi bây giờ mình cầm này mình quay thử vòng vòng coi nó có tác dụng được không. Rồi cái này nó hở về đâu có xài đi, thấy không được rồi đó. Anyway, mình sẽ đi đây. Ok, bây giờ mình sẽ cầm cái máy mình đi đây, mình gắn cái lens suit lên rồi. Cái phone cầm không thì nó rất là gọn, mà mình cầm cái kiểu vậy giống như cầm cái camera rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ đi ngang như vậy. Thường thường là nó khi mặt trời nó rọi ngang như vậy là mình sẽ thấy cái bóng. À, nó cũng góp chứ, thấy cũng tốt á. Mình sẽ xoay ra khỏi mặt trời một vòng để coi nó có bị cái clear như hôm qua mình. Cho các bạn xem nha, mình thử nha, mình quay đi. Quay về hướng mặt trời đây. Thấy chút xíu thôi, cái khi mà chạy thẳng vào mặt trời. Mình làm lại ngược lại nha, khi mà ánh sáng nó đi ngang á. Bây giờ mình cầm cái này thì nó không có cái không có gắn vô đó, để coi nó có bị không. À, mình không biết được. Quay ngược lại. À, thấy bóng. Ok, thì mình thấy có vẻ nó cũng nghĩa là work chút đỉnh, nhưng mà có cái dùng cái ultra wide lens là không có được, tại vì cái góc nó quá to đi.
Thật ra thì cái này nó không có tác dụng lắm, nhưng mà bây giờ nó rẻ quá, rẻ mới thôi mình cũng kệ, tạm thời dùng xài cái lens này cũng được. Khi nào mà trời nắng quá thì mình dùng nó. Hiện tại bây giờ mình đi, mặt trời nó đang nằm bên tay phải, chiếu ngang qua mà nó che lại được cái những cái tia sáng đó là thấy cũng tốt rồi, cũng tạm được. Thật tình mua đồ trên mạng là cứ bị hoài à, bị hoài nhưng mà cũng phải nhiều khi làm biếng, thấy ba cái đồ rẻ tiền là tiêu rồi. Cuối cùng mình cũng đang ngắm một cái kia thì nó đang bán tới một set nó tới gần 200 đồng rồi, chắc mắt quá không mua là không cần thiết đâu. Nghĩa là mình khi mình quay đó mình lựa cái góc mình đi thì nó cũng, khi mà đừng có để cho ánh sáng nó chiếu thẳng vào cái ống kính thì nó rõ thôi. Hả? Vậy là thấy được rồi ha, ok. Bây giờ mình dùng cái ultra wide angle nè, mình thấy còn thúc đỉnh một góc. Một góc nó có bị ảnh hưởng, bị che lại. Nhưng mà khi mà quay mà đi như vậy nè, dùng cái wide angle thấy nó đẹp hơn, cái ultra wide đó. Thấy nó rộng. Ê, kệ, xài đỡ đi ha. Có 17 đồng mà không lẽ giờ mình đem ra mình gửi trả lại nó mệt quá. Nhìn về hướng mặt trời có bị không? Mấy lần trước là quay như vậy là không được. Khi mình đi ngược lại mé này sau á thì tại vì mặt trời nó nằm sau lưng thì không có vấn đề. Khi mình đi hướng này á thì nó che lại bớt. Hôm qua cái ở nhà buổi chiều cái xong xuôi mình ngồi coi TV football trận nhà đánh, trời mà coi cái trận cứ đấu qua đấu lại mà nó không có lấy điểm nhiều gì hết, coi thấy hơi chán. Cuối cùng đội nhà chơi thua khá nhiều điểm, nói thôi dẹp không coi nữa, kêu mà nói thôi thôi kệ, ráng ủng hộ đội nhà coi thêm tiếp. Coi đến phút cuối luôn thì nó gỡ quề xong rồi, còn có mấy second nữa là nó mấy giây thôi á, đá cái lấy 3 điểm thắng luôn. Yeah. Sáng nay tới giờ thì mình cũng đang nằm chờ cái delivery này nè, để mình thử nó đó. Mình thấy có vẻ tốt quá các bạn, mình không biết nó, để chút nữa mình ngưng rồi mình coi thử coi. Để mình check ở đây. Ok, mình nghĩ chỉ xài tạm được thôi. Nếu như mình dùng cái ống cái lens gọi là wide angle lens thôi, không có cái dùng ultra wide. Sáng giờ sao tự nhiên làm biếng không có đi bộ. Mình ra đây quay chút đỉnh là chắc mình vô mình nấu dinner cho con nhóc đây. Hôm bữa nay nó có đi học. Đi vòng vòng quay thử coi nó có tốt hơn hay là không thôi. Thật ra nhìn cái màn ảnh nhỏ này không biết được, về nhà gắn lên trong cái computer mà mình edit thì mình mới thấy được. Đây là cái xóm nhà mình đây, không đi ra ngoài. Oh yeah, lúc sáng đang nằm cái tự nhiên cái phone mình nó báo động lên, xong rồi nó để cái message là nếu như mình mà có đi đi đâu xa khỏi cái quận Santa Clara 150 mai á thì mình bắt buộc nó bắt buộc mình phải cách ly ở nhà 14 ngày. Cái bạn nói chỗ sao nó biết được mình bữa hổm đi thăm con. Cái mình nghĩ chắc nó track cái phone mình quá. Giống như ở bên Đài Loan mà họ cách ly bằng cách là họ track cái phone đó mà mình mà bay ở đâu về mà mình
nó cái thấy cái phone mình đi xa ra ngoài nhà khỏi nhà là nó phạt mình. Còn đây bên Mỹ này thì như chắc nó đâu có cái luật, chắc không có track được cái phone, track được nhưng mà nó không có được phép track, tại vì cái đó là privacy đó. Mình nghĩ chắc không có phải đâu, cho nên mình coi lại cái message thì nó đề là 150 mai thì mình đi từ đây lên đó có 100 mai à, cho nên cũng đâu có đúng tiếng gì ổn quá vậy, đâu có đúng cái số mai cái bắt buộc của nó. Rồi hướng này cái à, họ đang thổi lá tâm sự, đây là người đang hóc lá này. Hóc lá cho sạch sẽ. Yeah, cái đó là cái message của general message thôi, là cái nó thông báo vậy thôi. Nếu như mình có đi thì mình phải tự cách ly. Đúng, nó bắt mình, đúng, nó track cái phone mà nó bắt mình ở nhà 14 ngày không được đi ra chợ mua thức ăn cho con Tết. Đang suy nghĩ lại không biết có nên trả lại không, lấy lại 20 đồng uống cà phê. Thấy cái này nó cũng vô tác dụng quá, không thấy. Khi mình quay thì mình chỉ chú ý cái ánh sáng ở đâu thì cũng được rồi ha, đâu có cần phải gắn vô rườm rà như vậy mà thấy một squat. Giờ mình 3 giờ chiều rồi hả? Cây này lá nó cũng sắp rụng hết rồi nè các bạn. Lá nó rụng đầy hai bịch luôn, mỗi tuần hốt 2-3 bịch vậy đó. Mỗi tuần họ đến họ cứ cắt cỏ clean up. Còn cái cây này thì nó rụng lá hết, nó còn cái trái nó màu xanh màu đỏ giống như cây, giống như cái màu Noel này ha. Xanh xanh đỏ đỏ, đẹp không? Nói chung quanh sớm họ đi gom lá lại bịch bịch vậy đó. Mới vừa gom xong rồi nó đợi lá rụng quá trời rồi nè, đang rụng tiếp. Rụng nó chừng nào hết lá thôi. Cái cây này rụng hết rồi, còn cây kế bên còn vẫn còn lá. Nếu như mình ở nhà riêng thì mình phải tự hút lá, tự cắt cỏ mỗi tuần, hai tuần. Thôi cũng mướn người bể làm, đa số người bể. Mình thấy có vài người Việt Nam cũng làm cái nghề cắt cỏ. Ôi, lúc nãy mình tính ra ngồi cái ghế đó mình làm á, chứ cái bị người ta đi chơi đông quá cho nên mình phải đi ngồi dưới cái thềm mình làm. Bây giờ mình kiếm chỗ nào có nắng thì nắng mình đi để mình thử chút đỉnh nữa, rồi thôi chắc mình ngưng cái vlog này. Chú ý là để coi cái nó có bớt không thôi. Vậy mình đi tới đi lui cái chỗ này coi, chỗ ánh sáng. Ủa nãy đi rồi khúc này. Đi về hướng bên tay phải lại đụng mấy người ra thổi lá nữa. Ok, mình đi tới cái chỗ đó, mình đi ngược lại rồi, được rồi. Hướng này thì quay tốt rồi, không cần cái lăng suốt che gì hết. Chỉ mình đi ngược lại thì mặt trời nó mới thôi. Mặt trời đang lặn hướng Tây này cho nên ok, giờ mình xoay lại là hướng mặt trời nha. Đây. Nếu như cái bị chói là bị dễ ở đây nè. Giờ có cách là mình đi xong rồi mình sẽ tháo nó ra, mình đi lại cũng cùng cái lối này. Có người ta đi để chờ người ta đi. Bây giờ mình làm một cái test thật là tốt để mình mới quyết định là nó có work hay là không nha. Mình sẽ đi cùng một cái lối. Một cái thì mình sẽ gắn cái hood lên, một cái thì mình sẽ tháo nó ra. Giờ mình bắt đầu đây. Ok, mình sẽ đi cùng điểm và mình đi cùng hướng để mình so sánh mới được. Bây giờ hiện tại thì có cái lens hood, có cái đồ che nắng.
mình sẽ đi tới cái chỗ cầu thang đó, mình sẽ đi lặp lại giống y chang như vậy nha. Lần tới lần sau thì mình sẽ tháo nó ra rồi mình sẽ so sánh trên computer mình mới biết được cái này nó có work hay là không nha. Giờ cái vlog này nó hơi chán, mình chỉ thử thôi, mình cũng upload cho các bạn coi xem luôn. Ok, cái này thì mình tháo nó ra rồi đó. Ủa sao mình cũng không thấy bóng gì hết à? Cũng thấy cũng tốt, hơi tiêu rồi, chắc là cái này nó không có tác dụng gì hết. Sao mỗi lần mình đi gặp người ta cản trở, kỳ đà cản mũi. Ok, một test nữa, mình sẽ xoay vòng vòng như vậy. Mình hồi nãy mình test rồi nhưng mà có vẻ không có vừa ý lắm. Bây giờ mình đứng đây mình xoay như vậy. Bây giờ thì hiện tại không có cái lens switch lên, không biết được cái mình. Ok, bây giờ mình gắn cái lens switch lên rồi nè. Mình nhìn lúc nãy mình không thấy được tại vì ở ngoài trời nó chói quá, mình không có nhìn được cái monitor. Phải đi vô mình thử. Ok, xong rồi đó, mình coi như xong cái vlog test này. Cái này cũng mình chắc cũng ngưng cái làm vlog bữa nay bộ nấu cơm ăn thôi các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn đã xem cái test vlog này nha. Các bạn thích thì coi đến cuối như vậy mình cảm ơn nhiều, còn không thì các bạn cúp trước cũng không sao. Bye bye.